Hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu quá mình không trở lại thì mình cho mọi người thấy mình lúc nào mình không quay cho mọi người mình đã kiểu cái giáo này, giáo của bé chát ra nhảy ngủ là mọi người. Cái người ta không bị nhảy dục đó thấy chưa? Trong lúc thời gian mình quay cho mọi người là mình chỉ được cái này để mình quay mình ạ, kiểu mình chỉ coi. Xong mọi người rồi, xong rồi lúc đó mình chỉ cho mọi người là xem bất vịt của các con bóc nổi tiếng thôi, là bóc cho ra và bóc san. Bây giờ mình không khí lắm, bóc bóc chính là không có luôn mọi người, bất vị bao bóc sao cho ra san vẫn là mình không biết, mình không tìm thấy luôn. Để coi mình đang mang áo cổ vui. Nếu mà một con thuyền thấy được kiểu lắm á, cho đang kiếm cho mình đi đây với con khóc đi. Ôi rồi mình xí đi, mình bay vô con cô kiếm ở trên luôn. Nó là chiêu quay nổ đó, nó rùa xong có kẻ địch có người nó quay nhìn thử tưởng với mình rồi cho mình tiêu cho các bạn. Thank you.
cho nó độ độ sần lo cho con bóp với mình ha. Nó bố mày, nó bố mày. Thank you.
vì mọi người farm để đứng game luôn mọi người. Trời mày yếu quá, đứng game ngay tại chỗ luôn. Đang tiêu diệt con san rồi, vừa bị mất con san rồi. Trời ơi, tôi cũng bị đứng game. Điên đâu gì đâu luôn mọi người. Đứng mà không đúng lúc. Rồi qua khu khác rồi. Tèo 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 tèo, khu này cũng có boss rồi. Tèo tôi chết rồi mọi người. Ui
level rồi. Được 3 phần hả? Được như vậy.
cái là kia đi. Chứ không có một phát ngay từ chỗ bay luôn mà. Ở đâu luôn. Mà không biết gì hết đường nhá. Đứng như là qua chơi hai phát bầm. Nó te lên trên bàn rồi, rồi bà con bay chạy. Nó đang không hết nè. À, hiểu bị sao. Đồ rồi mà ra là quỷ ha. Thấp lo, đốt phút đi, đồ xong phút phút được. Trời ơi, láo nó tắt bộ lắm á. Trời ơi, tôi biết mày hơi láo hết chứ. Chào các bạn, 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 chào phá cái về chúng tôi nha bạn. Sức mạnh bên đất chỗ vậy là kinh mạnh hơn bạn. Thank you.
bắt mấy chơi nào.